Ok, rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng so sánh một số cái thông tin về cầu Cần Thơ của Việt Nam và cầu Incheon của Hàn Quốc. Thật ra mọi so sánh nó đều là khập khiễng. Tuy nhiên thì hai cái cầu này nó có hình dáng tương đối giống nhau. Còn một số cái đặc điểm khác thì nó có nhiều khác biệt. Rồi bắt đầu luôn nha. Thứ nhất là vị trí. Cầu Cần Thơ là cây cầu dây văng bắc ngang sông Hậu nối tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ của Việt Nam. Đây là một cái cây cầu có ý nghĩa quan trọng đối với đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Cần Thơ cũng là thành phố trực thuộc trung ương đông dân thứ tư của cả nước. Cầu Incheon là một cây cầu vượt biển thuộc một cái vịnh nhỏ của biển Hoàng Hải, nối đảo Jeonseon với khu đô thị mới Songdo thuộc thành phố Incheon của Hàn Quốc. Đây là thành phố đông dân thứ ba của Hàn Quốc. Cái đảo này thực ra trước đây là hai cái hòn đảo nó tách biệt với nhau. Tuy nhiên thì người ta đã san lấp cái khu vực ở giữa hai cái hòn đảo này và xây dựng sân bay quốc tế Incheon, nên là hiện nay nó trở thành một cái hòn đảo duy nhất. Cầu Cần Thơ được khởi công năm 2004, khánh thành năm 2010. Tuy nhiên cầu Incheon được khởi công trễ hơn năm 2005 nhưng khánh thành sớm hơn năm 2009. Chiều dài cầu Cần Thơ là 2,75 km, trong khi cây cầu của Hàn Quốc thì dài tới 18,4 km. Về chiều rộng, cầu Cần Thơ 23,1 m, cầu Incheon 33,4 m. Tuy là chiều rộng này khác nhau nhưng cả hai đều được chia làm 6 làn xe. Cầu Cần Thơ được chia làm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Còn cầu Incheon cũng được chia thành 6 làn với 3 làn ở mỗi hướng. Còn về chiều cao tháp cao nhất, tháp của cầu Cần Thơ cao 164,8 m, của cầu Incheon 238 m. Tổng chi phí cầu Cần Thơ được đầu tư là 0,3 tỷ đô la Mỹ, còn chi phí ước tính của cầu Incheon Hàn Quốc là 1,4 tỷ đô la Mỹ. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, tổng số sợi dây cáp của cầu Cần Thơ là 216 sợi, sợi dài nhất là 280 m, sợi ngắn nhất là 90 m. Còn theo một trang web khác thì họ thông báo rằng cây cầu Incheon này chỉ có 200 sợi cáp. Cả hai cây cầu đều có ý nghĩa quan trọng đối với giao thông mỗi nước. Trong khi cầu Cần Thơ kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, thì cầu Incheon của Hàn Quốc giúp kết nối sân bay quốc tế Incheon với thành phố Incheon và khu vực đô thị thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Cầu Incheon là cây cầu dài nhất của Hàn Quốc hiện nay, còn cầu Cần Thơ là một trong những cây cầu có nhịp dài nhất ở Đông Nam Á hiện nay.